Hello mọi người, đã quay trở lại với cùng anh vào buổi sáng đầu tuần. Đấy, đầu tuần phải bốc cháy, đúng không? Đúng cái tên phụ kiện luôn. À, hôm nay là ngày đầu tuần nên là mình để dành cái tên phụ kiện này cho ngày đầu tuần luôn. Để mọi người có thể bốc cháy, người rực lửa, đốt cháy ngày đầu tuần cho mình. Đấy, dậy sớm, đánh răng rửa mặt, xong người do housework, do homework đi. Không thì mua vở đồ vé xong rồi dán nhãn ghi tên tuổi các thứ đi để mai mốt vô học là vừa, đúng không? Thời điểm này mọi người mua tập rồi đóng bìa kính rồi dán nhãn vở là quá là hợp lý rồi. Mai mốt đến ngày học thì chỉ có lôi vở ra học thôi. Nhưng mà nói chung cho vui thôi, nhưng mà hôm nay chơi phụ kiện bốc cháy của nhân vật phi hành gia. Nhẽ ra là mình làm từ ngày hôm qua, nhưng mà mình thấy cái tên này không thể nào mà chơi vào ngày cuối tuần được. Cuối tuần sao bốc cháy được, phải đầu tuần cháy lên, đúng không? Nên là phải để dành cho ngày hôm nay. Mặc dù là biết nhiều bạn kiểu ủa con này có ở trong trang viên hả? Trời ơi, tổn thương tệ, không hiểu sao luôn. Tại vì không có xem giải nên cũng không có biết con này nó có nhiều ở trong giải hay không. Nhưng mà nói chung thì thật sự là cũng rất là không biết cái sự tồn tại của nó thật. Trời ơi, gặp người biết chơi thì hay, còn người không biết chơi là tàn canh, tàn nhẫn luôn. Rồi, mấy bữa nay mọi người thấy ông rất là nhiều những cái trang phục và phụ kiện. Đấy, hôm nay mọi người cũng có thể là đã lấy được luôn cả cái phụ kiện của người bán đồ chơi rồi. Nên là mình cũng sẽ tranh thủ làm clip để phục vụ cho mọi người, để mọi người cùng xem. Chỉ trong vài tháng nữa, không biết đến khi nào được 100.000 sub. Tạm thời thì sáng ngày hôm nay, khi mà mình mở điện thoại lên thì mình thấy ô 98.600 người rồi. Rất là phải cố gắng hơn, chăm chỉ hơn. Để mỗi lần ra video clip, ấn vào mỗi video thì sẽ có thêm người đăng ký, nên cảm giác cũng rất là vui ấy. Tương lai không còn xa vời nữa, nên là cũng phải cố gắng làm sao đến khi mà có cái công việc ổn định hơn, đạt được nút bạc nữa thì quá là tuyệt vời luôn. Rất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong 5 năm vừa qua. 5 năm rồi đó mọi người. Trời ơi, có ai mà làm 5 năm không? Cô em sống nổi chấp nhận thôi. Sống nổi mà. Người ta làm vlog du lịch, ăn uống hay là chia sẻ những cái tip này kia. Còn em hả? Em chả có tip gì, em chỉ mọi người luôn. Em chỉ có tip nói xàm. Xàm everywhere. Xàm anywhere luôn. Every time luôn. Xàm mọi lúc mọi nơi. Chỗ nào xàm được là xàm. Đây là tài khoản của bạn Khang Nguyễn nha. Rất là cảm ơn mọi người ở trong những ngày qua đã cho mình mượn rất là nhiều phụ kiện và trang phục để có thể là làm clip review đến cho những bạn khác cùng xem. Đấy, nói chung thì cái sự tin tưởng và cái lòng kiểu như cảm ơn của mình gửi đến mọi người, nói chung nói bằng lời không thể nào bù đắp được. Nên là chỉ có bù đắp bằng cách là mượn xong làm clip để up lên. Đấy, khi mà mọi người xem được những cái clip của mình thì mọi người thấy tài khoản của mình cũng lên TV, nên cảm giác cũng rất là vui. Mình cũng vui kiểu như mình được mượn cái tài khoản mọi người mình chơi, mình được trải nghiệm sớm ấy. Sướng, trời ơi, sướng rân người luôn. Hình như mất dấu cổ vũ rồi. Ok. Tính ra nhân vật này lúc nào cũng có một cảm giác rất là khó chơi, bởi vì cái lượng đát của nó không theo cam mà là theo hướng của nhân vật. Nên là khi mà mình đát xong ấy là mình phải đảo cái hướng nhân vật liền. Nên là nhiều khi khó. Ví dụ như đi bình thường đảo hướng dễ lắm. Nhưng mà lúc mà mình sử dụng cái hướng của nó để mình đát tên lửa, mình lại thấy khó dã man. Nên là chơi nhiều khi cũng rất là bức xúc, bức núc. Nhưng mà không sao, khó thì mới vui. Khó như thư ký còn chơi được, chứ huống gì là khó như Rimwick còn chơi được nữa, đúng không? Nhưng mà để chơi được lòng em thì mới khó nha. Trời ơi, nghe ghê quá. Ông nội kia bị ghi giấy mà còn sao đụng vô máy vậy ta? Tức ghê. Kìa. Ui dồi.
Mình bị ghi giấy còn chạm vào máy nữa, sợ ông nội này. Để report nhá. Report thôi chứ không còn tương lai. Mấy cái đứa vàng chăn. Mấy cái đứa nói là lemon á. Em là em xin không nhận cái lemon này nha. Chê. Yo. Bạn Khang bảo là em có thẻ thử ấy, thì anh lấy dùng skin luôn đi. Trời ơi. Mỡ treo miệng mèo. Nhưng mà cũng rất là vui, kiểu như là bạn ấy không có skin nhưng mà vẫn có thẻ thử, kêu mình mượn để chơi luôn. Thì nói chung cũng rất là thích, rất là yêu. Tạo điều kiện hết sức có thể. Nhân vật này thì khi mà các bạn đi solo thì đập ván và tương tác địa hình rất là yếu. Nhưng mà có đồng đội xung quanh thì trở về trạng thái như bình thường. Ngoài ra là mình chạm vào máy thì sẽ được tăng thêm 2% tốc độ giải mã. 2% nghe nhiều ha. Ừ, trong tiếng Anh 2 là nhiều rồi đó. Two apples là phải thêm S là phải C đó rồi đó. Two apples. Two cars. Two cats. Trời ơi, nghe xì thế mệt không? Ủa quá mệt. Hai là nhiều rồi đó, đừng có chê, đúng không? Còn hơn không lên gì hết trơn. Lúc đó không lên gì mới gọi là sốc đó. Một cái phụ kiện... nói thẳng ra thì chê. Xấu. Nhạt nhòa, bé xíu. Gì nữa ta? Ừ, nói chung vậy đi. Ờ, đợt đó nó bán pack phụ kiện lẫn cả skin với nhau ấy. Thì cái phụ kiện trước ấy nhìn nó còn đẹp hơn phụ kiện này. Phụ kiện này nhìn nhạt nhòa, bé xíu xíu, không, hầu như phải đảo cam qua bên hông mới thấy ấy. Nó đuổi em. Give me 10 of kilograms lemon. Kìa. Đấy mọi người thấy không? Đi một mình là tương tác địa hình rất là chán. Bởi vì là nó chậm ấy. Nè xịt nè. Đấy. Đấy nó có tí lửa ấy thôi. Giống như kiểu mình đánh jump đó. Mình ăn nhiều mì sam giang quá. Ơi mô. Máy 84 rồi, ok. Nó đuổi em luôn. Ủa rồi mắc gì nổ máy vậy? Ủa không sao. May, ui. May là nó êm. Trời ơi, nó để dành cái bling đấy, may chưa? Mấy ông bà người Trung, người Hán, người Xẻ, người Đài Loan, Hồng Kông, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Brazil, California, Hồng Kông, China. Thư ký đạp cửa sổ. Hey. Mỹ Nhân ơi, ra support sọ tôi với. Trời ơi, nó giơ cái nách lên. Đâu rồi Mỹ Nhân ơi? Rồi. Mỹ Nhân bên kia. Trời ơi, đúng là người tệ bạc. Đứa nào ram á. Ra report 3 đứa luôn. Thà giết nhầm còn hơn bỏ stop. Đúng không mọi người, nghe chưa? Trời ơi, chơi game cùng team với nhau mà pram tàn canh, mắc pram lắm hả? Ok, mình quay trở lại trận đấu thứ hai ở map công viên ánh trăng đây. Trời ơi, nói cho vui thôi, có biết ai đâu report. Mà em ít khi nào report ai lắm. Cùng lắm gặp random hay gì á, mình đôi gửi đôi lời yêu thương thôi. Trời, kinh khủng. Xong rồi cái gì? Ngu gì mà ngu dữ. Ôi trời, Rim Quick cắm mắt. Eo ơi, anh ơi, anh tha cho em lần này đi anh. Trời ơi, con Rim mu gì mà cắm mắt vậy trời. Quên mãi nói chuyện quá chả đấy con hầu nào. Ui.
xin lỗi ha, ở đây đẹp chứ đâu khùng. Khó ghê. Ui, tha cho em. Ê, ok. Lần đầu tiên bà thấy con Jim Quick cắm mắt các cháu ơi. Cũng gọi là đảo hầu các thứ để chặn đầu mình đó. Nhưng mà xin lỗi ha, với một người không giỏi về Rimwick nhưng mà cũng có 3 năm kinh nghiệm chơi Rimwick thì lần đầu tiên bà cũng thấy Rimwick thả chó, nhưng mà nói chung thì bà sẽ làm món Rimwick xào chua cay siêu to khổng lồ. Cắm mắt nó chứ kí khủng. Trời ơi. Sợ luôn má, thiệt sợ luôn lần đầu tiên. Ok, thả con hấu theo mẹ đúng không? Nè, thả tên. Hết đồ rồi. Mấy con hầu này thì mọi người nhớ là để cho nó vào những cái khu vực rất là khó để di chuyển nhé. Chẳng hạn là mọi người cho nó lên trên lầu này, cho nó xuống dưới hầm, cho nó vô góc map, hoặc là giam nó vào trong một cái ván nào đó, để mỗi lần mà nó dùng ấy thì nó sẽ bị chặn đường hoặc là bị mất thời gian di chuyển. Nhưng mà nói chung thì cách chơi về Rimwick, nếu mà các bạn chơi tốt thì cách khắc chế thì các bạn cũng sẽ tự biết thôi. Chẳng qua là em nói thêm một số thông tin cho mọi người hiểu thêm về Rim Sục. Và mọi người thấy con hầu của mình mà đang làm phiền đồng đội ấy, thì mọi người đi ra xa ra. Ra xa ra, cho con hầu của nó của mình theo mình. Khi mà nó theo mình xong thì nó sẽ không làm phiền đồng đội được, đúng không? Quả luôn rồi nè. Đó, cái phụ kiện này mọi người thấy không? Ấy, chị ơi cho em chen. Nãy giờ xà quần mấy con này luôn á. Người đàn bà tệ bạc. Qua đây chơi với em nè anh. Nhìn thấy cũng thương nhờ. Giờ em muốn sao? Em đập anh á là anh em cũng mất hầu. Nên là em muốn gì? Em trả lời liền. Tomie đó hở. Bốc cháy không? Đó, cái phụ kiện ấy mọi người thấy không? Dùng xong ấy là hết hiệu ứng luôn. Không còn dùng được một cái gì luôn. Trời ơi, phụ kiện gì mà nó nhạt nhòa. Ăn cái ba lét đi má, bậc thầy địa hình. Quần riết mà giờ ram máy luôn rồi nè. Trời ơi, chắc nãy giờ sửa máy 1% quá. Hôm nay đầu tuần nên là mọi người nhớ là chơi vui vẻ nha. Mai mốt vô school dìa rồi á, là dìa luôn. Lấy con ông dìa đặt con lên dĩa luôn. Và bắt đầu vô check your mouth. Ủa, kiểm tra miệng nữa. Ghê không? Rồi cho nó vô đây đi. Sao mà hoài vậy con? Momo. Bởi cầm hay là làm thử thách jump scare và cắm mắt Rimwick. Lên đi. Ủa sao Hunter ai cũng bảo khổ mấy má này ghê. Nãy giờ mình quần con hầu này hoài, không có cái ấn nên không có xóa được. Để lôi nó xuống đây. Qua đây nhanh lên. Lại đây.
Ok, bây giờ mình lôi nó ở gần gần đây. Đấy, xong giờ mình lên cổng. Lát nữa Prime là mình chỉ ấn cổng thôi. Trời ơi, nó không lên đánh ba nữa. Mệt. Người đàn bà tệ bà. Thôi đi đi mấy má ơi, bỏ chủ tế đi. Mà hồi nãy nhỏ nó ping à, Hunter không di chuyển nữa thì thôi, mình Prime đi. Không. Sao á? Con hầu nó đang đẩy ra xa. Nó đẩy ra xa để con hầu đi theo mình nè. Ê không không nha. Nó đang sử dụng chiêu thức jump scare đồng đội để mình lôi lên đây. Nhanh lên. Đâu rồi? Thợ máy với đào vàng. Còn chủ tế cho nó xào lăn đi. Rồi để mình vô luôn. Mất con hầu luôn. Đồng đội vô cho thoải mái. Đó, ok, vui vẻ rồi. Và mình cũng sẽ kết thúc video clip đây nhá mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau. Và cảm ơn mọi người đã cho mình mượn trang phục cũng phụ kiện để review hết mùa mới nha. Bye bye mọi người.